Ok, hello anh em. Xin chào anh em quay trở lại với kênh channel của Starzin nha. Mọi người mình đây. Ok, thì hôm qua không có sự kiện gì hết cho nên là mình cũng mới biết ra gì đây mà. Đấy thì ngày hôm nay có một cái sự kiện và cũng như là có một cái thông tin mà nhiều bạn đang hóng ở server Việt Nam nha anh em. Đó, đó là thông tin gì? Chính là thông tin về cái bánh xe sản phẩm mà chúng ta sẽ được gọi là ra mắt xem mà sắp tới nha. Thì đó là tin đồn thôi, còn thực tế như thế nào thì chúng ta phải xem mà anh gà có tốt chúng ta như thế nào nữa. Mà ngày hôm nay thì chúng ta có một cái vòng quay sang cho chúng ta là hai xưởng chế tác cùng lúc, một là một địa ngục dung nham đó, còn hai là cái gì đây, hai là skin của AC80 dung nham huyền bí. Thì cái lý do mà hai cái vòng quay này nó vô chung một cái gọi là xưởng ấy luôn á, một cái vòng quay này luôn á, thì mình nghĩ đó chính là do mấy xưởng chế tác nè. Bây giờ thì anh em không không có để ý nhiều anh em, cho nên thành ra là anh gà đưa vô đây cho anh em luôn, để cho những bạn nào mà có săn khẩu nào thì anh em săn. Và giá chúng ta sẽ có là 199 của hiệu, và nhưng mà tỷ lệ thì mình chưa biết nha, thì mình phải test thì mình chúng ta mới biết được. Khẩu cùi nhất ở đây á, là chúng ta sẽ có là tà hai tầm xa và một xuyên giáp, khẩu này thì cũng tạm được thôi. Còn khẩu gần cùi nhất thì nó sẽ là hai xuyên giáp một độ chính xác, khẩu đắt nhất là hai đất bắn một sát thương, và khẩu kế bên là hai sát thương một tầm xa. Thế mình nghĩ là vẫn là lên lấy khẩu đắt nhất đi, tại vì khẩu đắt nhất là nó gọi là nó chỉ số tuyệt đối rồi, cho nên là chúng ta cũng không cần phải sắn, trừ khi là kinh tế nó khó khăn thì nó khác. Cho nên mà còn mà anh em kiểu như là anh em muốn là lấy cái khẩu nào nó ngon để mà anh em chơi thì tốt nhất là nên lấy khẩu đắt nhất đó. Ok, thì ở đây là mình chắc chắn anh em luôn là số kim cương này của mình sẽ không đủ mà lấy bộ giấy tán này đâu, cho nên là mình test cho anh em xem về cái tỷ lệ thôi. Ở đây là mình đang có là khoảng 1.500 kim cương và mình sẽ test một vài lượt xem là như thế nào nha. Tôi cũng cũng vẫn hy vọng là chúng mình sẽ săn ra được luôn cái chính là cái skin súng nha anh em. Đấy, skin súng, nhưng mà lúc nãy tôi quên quay cái mấy cái lượt x1 đầu tiên anh em. Ôi rồi hai lượt x2 phải cái biểu thiệt, để xem là chúng ta sẽ tốn bao nhiêu kim cương để mà cho chúng ta có thể lấy được cái skin súng rẻ nhất và cũng như là skin súng đắt nhất nha. Ở trời ơi, bộ xanh 4 bộ x1 anh em à, rồi luôn rồi, rồi luôn, rồi luôn, full một luôn, không có cái ô nào khác luôn. Oh my god, oh my god, quá tuyệt vời luôn anh gà ơi. Và cái giá của cái bộ xưởng chế tác AC80 á, thì mình thấy cũng như vậy như anh em. Thì chúng ta sẽ có một cái khẩu tăng hai xuyên giáp một tầm xa, mà khẩu này là khẩu rẻ nhất. Tôi không biết tại sao nhưng mà mình vẫn nên lấy khẩu rẻ nhất đi anh em. Tại vì sao? Tại vì cái khẩu này rẻ nhất á, nó chỉ có 109 hiệu thôi và nó cũng không có tốn quá nhiều KC đâu. Nhưng mà nói thế thôi, nó thế thôi, nhưng mà thực chất là tốn rất là nhiều kim cương nha. Nếu mà anh em nào để ý á, thì một khẩu anh em tốn cũng khoảng 2.000 kim cương á, chứ không ít đâu anh em. Ok, mình nghĩ là cũng không tới 2.000 kim cương đâu, tại vì ở đây mình đã có 1.500 kim cương mà mình quay nãy giờ là tốn hết 700 kim cương rồi, mình được 50% cái gần 50% cái gọi là chỉ số để mà lấy khẩu cùi nhất. Ok, cho nên thành ra là mình sẽ lấy luôn cái khẩu cùi nhất nha, khẩu cùi nhất của AC80 anh em. Tại vì AC80 á, nó tăng hai xuyên giáp thì nó sẽ phá giáp của đối phương, anh em cũng biết rồi, AC80 là một trong những khẩu mà càng bắn càng đau, càng bắn càng đau đó. Thì đau bây giờ xuyên giáp thì nó càng đau hơn. Mình hiểu rồi, mình hiểu tại sao mà Gana lại cho chúng ta gọi là cái vòng bay này ra toàn gọi là cái ra những khẩu súng 199 huy hiệu trở lại rồi, chính là những lượt quay mà chúng ta quay á, nó không có quá nhiều huy hiệu để cho chúng ta có thể nhận được nha anh em. Đấy, anh em thấy là 4x1 mà gây ra tội x1 không, anh em hiểu không? Đó, anh em hiểu không? Đấy, ok, hy vọng là vô xịt kinh súng đi. Tôi là người chơi theo hệ nhân phẩm nhưng mà đôi khi thì nhân phẩm tôi nó cũng bị gọi là tha hóa theo anh gà luôn đây mà. Ok, 188 rồi kìa. Ồ, 88 huy hiệu chứ. Hai huy hiệu nè, hai huy hiệu nè. Đấy, nếu mà vô x2 với lại x3 nhiều á thì chúng ta sẽ đủ để mà chúng ta lấy nha. 101 rồi. 101 huy hiệu. Rồi, chúng ta sẽ có là 9 ở 8 huy hiệu nữa. 8 huy hiệu nữa thì anh em sẽ lấy được cái khẩu này. Ok, tính ra khẩu cùi nhất của AC80 là khẩu ngon nhất luôn anh em. Thì không biết anh em thấy giống như mình hay không. Ok, còn đống kim cương này không lẽ không đủ anh em. Ôi trời, ôi trời. Vãi. Vãi nồi thiệt. Trời ơi, hai huy hiệu nữa. Anh gà anh chơi kỳ anh em. Anh gà chơi kỳ thì còn đúng hai huy hiệu thôi cũng méo cho nữa anh em. Ok, bây giờ lên shop mình có kim cương thêm thôi, hết kim cương mở rồi anh em à. Ok, thì kim cương đã về. Bây giờ chúng ta sẽ quay nốt mấy lượt còn lại luôn này mà hai huy hiệu nữa. Nói thiệt cái này nhé, nếu mà anh gà gọi là cho cái lượt cuối cùng mà tôi ra hai huy hiệu nữa là tôi đập máy luôn anh em à. Ok, và chúng ta lấy được cái khẩu cuối cùng rồi nha, 109 huy hiệu thì chúng ta sẽ tốn xương xương đâu đó là khoảng nghìn năm nghìn sáu kim cương nha, khoảng nghìn sáu kim cương là anh em sẽ lấy được một khẩu cùi nhất trong cái đám này.
Đó, thì theo anh em thì cái giá này nó ok không? Nhưng mà theo mình thấy là khẩu khẩu cùi nhất của AC80 á vẫn là cái gì đó nó rất là ma mị và nó rất là ảo anh em ạ. Nó là ảo ta, hai xuyên giáp, mặc dù là khẩu này bắn đã có xuyên giáp rồi nhưng mà mình vẫn thích cái khẩu này có xuyên giáp hơn, tại chỉ số nó ngon đây mà. Đó, ok, khẩu rồi. À, đây rồi. Còn cái anh em nào mà có cái khẩu độc lam băng giá thì anh em cũng có thể sử dụng cũng được. Đó, cũng có thể dùng để mà sử dụng, còn nếu mà anh em tiết kiệm hơn á thì anh em dùng AC80 ánh vàng đi. Khẩu này chứ mà không tốn tiền. Không có tốn gì hết trơn á, chỉ tốn đó chính là tốn công leo gank thôi. Ok, dạ khẩu này giảm một băng đạn nha. Thì mình đánh giá khẩu mạnh nhất rồi, còn mấy khẩu tăng hai tốc bắn này kia thì cũng không có chênh lệch tới mấy đâu anh em. Đó cho nên là anh em nào mà có điều kiện thì anh em cứ săn. Đó cả cái khẩu quên nữa. Nếu mà anh em nào muốn muốn lấy luôn lấy cái khẩu là màu 41 đắt nhất thì để xem là giá bao nhiêu nha. Của mình 190 hiệu. Thì tốn là cây gửi, thì nếu mà anh em muốn lấy luôn cái khẩu đắt nhất của mấy dòng này á thì anh em sẽ tốn là đó là từ 2.700 cho đến là 2.800 kim cương để mà anh em có thể lấy được khẩu này. Còn nếu mà anh em xui xui với X1 không á thì anh em tốn khoảng 3.000 kim cương, nhưng mà mình nghĩ là sẽ không quá cái con dơ số là 3.000 đâu. Nó không quá con số 3.000 đâu. 149 kim cương thì mình nghĩ là 2.000 kim cương nè. Đó, 2.000. Ủa, cái này 149 hiệu là 2.000 kim cương nè. Còn này thì khoảng ngàn ngàn mấy ta? Khoảng 1.800, 1.900 kim cương. Này khoảng 2.000. Còn khẩu này thì khoảng 2.500 nha anh em. Nó thì đó là cái giá của những khẩu súng trong cái bộ quay này. Cho nên là anh em nào mà muốn săn thì em cứ chơi như thế một phen thôi. Ok, và tiếp theo thì sẽ có một cái thông tin. Ủa, quên nữa, mình còn một cái lượt nhận một giấy quay ra trong thích khách tâm binh mà đúng không? Đấy rồi, nạp kim cương nhận đúng một cái quay ảo ma anh gà thiệt. Đậu xanh anh gà chơi kỳ không biết nữa, cho nhiều nhiều đi chứ con ghé mà chơi gì. Ok, mà dòng quay này thì nó bịp rồi cho nên là chúng ta cũng đừng quá quan tâm nhiều, nói cho nhiều chứ ít thì cũng vậy thôi. Ok, và tiếp theo một thông tin mà nhiều bạn cũng khá mong chờ trong thời gian sắp tới đây, chính là có một cái hình ảnh leak về cái bánh xe nhân phẩm của tháng tháng 3 rồi đây mà. Đây chính là hình đó nha. Đó chính là bánh xe nhân phẩm, và bộ đồ của bánh xe nhân phẩm là bộ đồ mới. Bộ đồ này hình như nghe nói là bộ đồ mèo giữa anh em. Đó thì nó sẽ mặc được cho cả nam và nữ, và chúng ta sẽ có thêm rất là nhiều thứ. Đó có nhiều thứ trong bánh xe nhân phẩm, và mỗi lần bánh xe nhân phẩm ra mắt á thì chúng ta có thể săn được một cái đồ xịn với giá là 9 kim cương mà thôi. Nên là mình nghĩ là anh em vẫn nên hóng cái sự kiện này đi. Còn mấy dòng quay này thì anh em để đó đi anh em. Anh gà đang cố gắng bào tiền của anh em để mà mốt anh em nạp thêm để mà múc cái bánh xe sản phẩm đó anh em à. Cho nên là anh em đừng có bị mắc lừa nha. Đấy, ok, tôi nói như vậy để cho anh em hiểu rồi đó. Ok, và tiếp theo thì chắc không còn thông tin gì hết trơn á, cho nên là mình sẽ chưa kết thúc clip đâu anh em. Hiện tại là trong quân đoàn mình á đang thiếu một số thành viên để mà chơi. Còn khoảng 20 bạn nữa. Nếu mà anh em nào mà đang có gọi là thiện chí muốn vô quân đoàn mình chơi á thì anh em có thể là xin vào quân đoàn nha. ID quân đoàn là 102829 2330 đúng không ta? Không phải, hình như là ID quân đoàn là 6646 6030 nha. Đó thì anh em nào muốn vào á thì anh em có thể là bấm vào để mà vô thử nha anh em, vô thử anh em chơi. Thì này mình yêu cầu là gank từ kim cương trở lên thì mình mới duyệt cho anh em. 6646 6030. Ok, thì đó là ID quân đoàn mình. Anh em muốn vô thì anh em cứ xin vào nha. Ok, ngoài ra thì hôm nay cũng không có sự kiện gì hết cho nên là tạm thời chúng ta chỉ có kiều bim mới thấy thứ như thế thôi. Mình nghĩ là ngày mai hoặc là ngày mốt gì đó Gena sẽ ra cái bánh xe sản phẩm, cho nên là anh em cứ đợi đi, khi nào có thì mình sẽ review, 5 giờ đăng video cho anh em xem. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì chắc lẽ là sẽ tạm biệt anh em tại đây thôi. Chúc anh em ngày mới vui vẻ và hẹn lại em vào những video tiếp theo nha. Nếu mà thấy mình có ra ít video quá thì anh em cũng thông cảm nha, vì mình cũng còn lo việc học nữa đó, với lại là mấy kênh kia cũng hơi lu bu nên mà. Ok, cảm ơn em rất nhiều nha. Còn giờ bye bye, hẹn gặp em vào những video tiếp theo trên kênh mình nha. Bye bye.